cái phương pháp tu của mình mà nít mà nó còn tu được không lẽ người lớn tu cũng được nghĩ gì tự nhiên mình thấy rất là vui mà thấy mấy đứa nít khi mà gia đình bốn năm người trong đó có những bé nhỏ nhỏ cha mẹ tu các bé Nhỏ xíu mà cũng biết quỳ lễ phật tự nhiên mình nhìn cái tự nhiên mình mình rất là vui luôn á có khi những đang lễ phật tự nhiên rất cười cười vui Thấy nít mày mắc cười. Vui hả. Nó thấy. Uh, cái phương pháp tu này. Và cái rung này. Mỗi người nên mở rộng ra. thí dụ như mỗi đậu chàng Cư sĩ. Đến ta tu. Năm chục trăm người. Mình lấy cái phương pháp tu này. Mình cài điện thoại dùm cho anh ta. Chỉ anh ta. Để khi người ta. Những cái ngày mà không có. Vô cái thờ khóa tu mà mình tổ chức Thì người ta ở nhà người ta tu được Nhớ nghĩ cái Mình nhớ kỹ là cái tâm mình sao mà Đối với Phật Pháp mình giúp cho người ta được lợi ích Mình không có nghĩ rằng là Người ta tu ở nhà rồi người ta không đến đậu chàng tu Đừng nghĩ gì Ta tu ở đâu miễn người ta chịu tu là mình thấy mừng Mình phải có tâm đó Thì đó. tâm mình mới lớn mà khi cái tâm mà như vậy rồi nghe. Mọi vị trí nào cũng thịnh. Mọi vị trí nào cũng thịnh. Mình nghĩ là ít cho người ta thôi thì thì vị trí nào nó cũng thịnh Chứ mình đừng nghĩ người ta ở nhà người ta tu mới mốt người ta không đến đậu tràng tu nó không phải đâu. Người ta tu người ta an lạc, người ta cảm ơn. Nên người ta không có quên ơn mình đâu. 100%. Nên mỗi một cái đậu tràng cư sĩ tổ chức gia đình tu mấy chục người rồi đó mình hỏi bây giờ cái cách tu đó thấy tu hay á được áp dụng được bây giờ dắt tu mình nói lên cho người ta xong cái mình hỏi ai mà muốn tu chung không vô cái room nó tu chung hay không tôi đưa điện thoại tôi cài giùm cho mình cài xong mình chỉ đàng hoàng tặng tình luôn mình chỉ bỏ công ra một chút vậy thôi mà mỗi ngày người ta niệm phật Duyên phước mình cũng theo đó mà tăng đó quý vị ơi mình chỉ người ta thiện á thì cái phước duyên thiện của mình nó phát triển mình chỉ người ta ác á, thì cái phước mình nó tiêu mà cái ác mình nó tăng Đấy không? nên chỉ là cái việc tốt vậy thôi mình hướng người ta thôi là nó quá hay thì những đức cũng đem điều này nêu lên những đức thấy các bé nhỏ nhỏ mà còn vào tu rất là dễ thương rất là ngoan nít mà vậy là quá đặc biệt nên trong nước ngoài nước nhất là nước ngoài đâu sắp xếp, xếp thời gian mình vô mình tu nhưng đức nói rằng có vật hiệu là cái gốc quý vị bây giờ như đức nói quý vị nghe chứ mình biết Phật pháp nếu như mà mình không có một phương pháp mà mình áp dụng mình tu được và mình hướng dẫn người ta nghe quý vị thì giống như mình không có gốc dù mình có nghe hay cỡ nào đi chăng nhưng mà mình không có phương pháp tu mình không có cái phương pháp để lắng động tâm Và không có phương pháp để mình tu Để nhắc nhở mình Thì nó mất gốc, đoạn gốc Ví dụ như mình mỗi ngày Mình niệm Phật đi Mình tu tập, mình có phương pháp mình tu Mà phương pháp tu này nó áp dụng cho cả cuộc đời của mình luôn Cả cuộc đời mình luôn Đến khi mà mình Trăm tuổi già cũng nhờ phương pháp này Mà nó, nó áp dụng Để cho bản thân mình nhẹ nhàng Mình không có sợ chết Hoặc là mình bệnh đau, mình ung thư, mình không có sợ Tại vì mình thường niệm Phật mình nghe nhân quả. Con người đến cái cuộc đời này sanh già bệnh chết, cuộc đời của người ai cũng phải bệnh, ai cũng phải già và cuối cùng ai cũng phải chết. Thí dụ như có những người người ta không nghe Phật pháp gì hết. Ta nghĩ rằng vậy thì người ai cũng chết vậy giờ mình ăn chơi vui vẻ cho thoải mái. Để mai mốt chết không hối hận. Còn mình thì mình nghe Phật pháp mình có cái nghĩ khác. Mình còn sống mình phải làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời. Để khi mình mắc đi Nhờ cái phước duyên này mà nó đưa đẩy mình đến cái chỗ tốt đẹp hơn không? Giống hôm nay mình có một căn nhà đúc Phước mình báo, báo, phước báo mình lớn quá Tự nhiên mình có thêm căn nhà bự thiệt bự thêm. Thí dụ Có nghĩa là mình phải tích Để nó tăng cái cảnh giới của mình Thì làm gì đó vì Đời này mình sanh có người Phước báo mình lớn nữa mình sanh có giờ Phước mình lớn nữa mình về khỏi Đức Phật A Di Đà Đó là cái, cái sự tu tập của mình Có sự tích lũy Nên những Đức nói vị nghe là Gặp Phật Pháp mà có phương pháp tu Thì nó là cái gốc Còn nếu như mà mình cứ nghe không Mà không có phương pháp tu Tại gia đình không có phương pháp gì tu Không áp dụng được cách tu Thì thất bại Nên cái gốc của người tu tập chúng ta niệm Phật Mà nó sanh cái tâm này nè Dễ tính Không buồn giận người để trong tâm Mang tâm tha thứ người Những điều này rất quan trọng luôn Nếu quý vị mà thấy mà mình tu Mà càng ngày mình càng dễ tính Tốt, tốt, tốt Yeah. tha thứ cho người khác không buồn giận ai lâu để trong tâm là quý vị thấy mình tu có kết quả đó mình tu như vậy là có kết quả rồi còn nếu giờ mình có đọc muôn kinh vạn luận mà mình càng ngày càng khó tính mình càng ngày càng khó tính ai chỉ cần nói động mình cái rồi là mình nhảy đông đổng lên mình la lên mình tức tối mình muốn ăn tươi nuốt sống đây là mình thất bại còn mình tu tạm sao không biết nhưng mà người ta nói tới mình mình phải kiểm nghiệm cái lời nói người ta để áp dụng mình để coi vào cái điều đó mình có có phạm phải hay không mình sửa vậy là được nên ăn tổ ngày nói là lúc ngồi yên giống như mình thường nhìn lỗi mình ha. con có nghĩa là con người mình thường nhìn thấy cái lỗi của mình là đó đặc biệt nhất vì mình thường nhìn cái lỗi của mình thì con người mình hạ cái ngã mạng mà con người thường hạ cái ngã mạng xuống thì con người mình sẽ dễ tính con người thường tăng cái ngã mạng thì rất là khó tính vì mình tăng cái ngã mạng nên con người mình ai đụng đến là mình không có được đâu, ai nói đến tên mình không được đâu, người ta, người ta chỉ nói thoáng thoáng tho ngang thôi, chưa nói tên mình luôn á, mà mình đã nghĩ người ta nói mình mình tức đó. cái ngã mình nó làm mình khổ đau đến mức gì đó quý vị, vị, nên mình tu tập mình niệm phật làm sao mà người mình dễ tính, nhớ không, mình thấy mình còn sai, nhớ kỹ dễ tính, thấy mình còn sai, cả đời áp dụng tu vậy là chắc chắn là mình tích phước. Rồi. Tại vì mình mình dễ tính nên mình tha thứ liền á. À. Mình mang tâm tha thứ thì mình sẽ nhẹ nhàng, mình ăn ngon ngủ yên. nên những đức thấy từng gia đình, từng gia đình mà tu mình thấy vui ghê. Đó. Như, như, các cháu nhỏ nhỏ ngồi đây nè. Thật sự cái lớp đạo làm con các cháu nó rất là quý những đức. đức. Cái bữa mà Trung Thu á. Những đức tặng đèn Trung Thu cho các cháu. Có mấy bé nó nó làm quà tặng những đức. Trong đó có có bé nó để trong đó gạo một cái hũ như xíu à. Nó viết trong đó mấy chữ nó thầy đừng bỏ con nghe với một đứa bé mà nhớ nhớ mà chính tay nó làm một cái lòng đèn bé làm lòng đèn nó làm cái lòng đèn mà đến tặng những đức tự nhiên mình thấy trong lòng mình nói con bé nít 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 mà mà nó sống nó có tình cảm nó đặc biệt ghê. thì những đức nói các con rằng con người đến với cuộc đời này giống như có sứ mệnh công việc những đức ấy. Đối với ngôi tam bảo chắc tới đó là đủ. Bây giờ tiếp tục những đức làm một công việc mới trong cuộc đời. Thì giờ các con cũng thấy rồi đó. Những đức lập cái râm này tu bây giờ từng nhà tu. Như hồi nãy là tu để chúng ta khoảng 1600 gia đình tu. Ừ. Bên cái trang bên cái đạo tràng một chúng ta được 1000. Bên kia à, hình như là 668 người. Không, là 1600 mấy chục người tu. Đó, đó là những đức nói rằng là những đức có một sứ mệnh mới của cuộc đời thì lúc trước những đức nuôi người già lớp đạo làm con chương trình người mù tổ chức khóa tu chương trình lễ viết quan âm với di đà tất cả chương trình gì đó làm qua rất nhiều chương trình bây giờ cuộc đời những đức chắc là cái duyên ở trong ngôi tam bảo đến đó thôi chắc cuộc đời mình từ đây cho đến khi mình chết đi mình có một cái sứ mệnh mới của cuộc đời đó là những đức làm cư sĩ đó nhưng mà từ đó về những đức cũng thật sự Mình thích làm cư sĩ Tại vì mình thấy mình cũng không biết quay nghi giới luật gì Rồi mình nói chuyện thì mình nói tự nhiên Mình nói Có những câu mình nói vui vui Nói đại Mình tính mình vậy Nghĩ sao nói vậy rồi Mình cứ nói thẳng 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 mà, mà có khi thì Mình lại nói những câu thì Mình nghĩ là vui nhưng mà đó là sai Thì thôi mình, mình làm cư sĩ đi Có gì nó cũng cũng đỡ ảnh hưởng tới cái chuyện hình tướng người xuất gia thấy không? với bản thân mình cũng còn nhiều cái sai vị. nó làm sai nhiều nên từ nữa đó thôi làm cư sĩ đi đặng cho mình nhẹ hàng chút nó đó là cái điều mà tất cả các cháu nhỏ nó cũng quý mến những đức có khi nghĩ ồ thầy tại... tiêu ta rồi thầy không có tổ chức lớp đạo làm con mỗi tuần rất là đông cha mẹ phụ huynh các cháu luôn cả bảy tám trăm cả ngàn không đơn giản mỗi tuần đều là như vậy bây giờ thầy đi nó mất tiêu thấy không thì những đức nói rằng là duyên những đức đối với ngôi tâm bảo chắc tới đó các con à từ đây những đức làm cư sĩ chỉ là cái duyên tu trên rum với chúng sanh khắp nơi nơi trong nước ngoài nước thôi thì những đức nghĩ rằng cái rum mình từ từ sẽ phát triển thêm quý vị bây giờ thì thật sự mà nói mình tu cái rum rồi mới thấy hạnh phúc ghê nhà có ba bốn người thì tu xong ở dưới đó nấu một miếng cơm ăn xong nhưng mà cái đạo tràng thì mấy ngàn người. Mà nhà ai thì nấy ăn cơm. thế nếu như mấy ngàn người này mỗi ngày lo cũng phấn đấu lắm. Thật sự mà nói tại sao mà quý thầy phải bận tâm. Tại vì đông người nên quý thầy phải nói chuyện khéo léo phương tiện. Để người ta biết phát tâm, để phụ trợ với quý thầy lo chuyện cho chúng sanh. Cũng vì như vậy mà có khi lại có những một số vấn đề không không có đặc biệt. Còn bây giờ thì thật sự mà nói những đức thấy mình khỏe. Vì từ hôm nay những đức không có cần phương tiện gì nữa đâu. Vì những đức chỉ có hai ba người cơm gạo ăn thì chắc cũng có ăn. Không có đến nỗi khổ nên bản thân những đức không có cần phải ai cho tiền những đức. Bây giờ những đức không nói cúng dường mà không cần ai cho hết. Những đức cũng có thể tự lo cho cuộc sống mình được không sao. Nên không cần phương tiện gì hết. Nhưng mà nếu một đạo tràng mấy ngàn người này mà nếu nơi chùa truyền thì chắc chắn quý thầy phải bận tâm và có phương tiện lắm. Như bản thân những đức đã từng gánh vác 2.000 người trong chùa Những đức đã từng lo và nói chuyện cỡ nào Thì những ngày lễ những đức cũng khéo léo xuyên qua Công đức cúng dường Tại vì mình phải gánh vác quý vị ơi Nên nếu ai đặt vào giai trò gì mình sẽ hiểu à. Mình sẽ thông cảm cho quý thầy Tại vì nào là sửa chùa Nào là nào là chúng Rồi nào là lo tủ thứ chuyện hết quý vị như gia đình mình hai ba người mình đã bận tâm đủ chuyện hết rồi. Còn không chi là bao nhiêu con người Chùa mấy ngàn người Nên từ nơi đó Phật tử biết những đức dù là tu rum Nhưng mà nếu như quý vị thấy rằng Chùa vẫn còn nuôi người già rất là đông Ai ấy, chúng ta Cũng ít lòng nhiều quý vị Phụ với nhà chùa nuôi các cụ già Những đức nói đây là lời chân thật Tặng đáy lòng từ khi những đức nuôi các cụ già Những đức chưa bao giờ xin phòng Một Phật tử nào một các bạc nào hết Vì những đức tin 100% là Khi mình làm cái việc lo Cho các cụ nhiệt tình người ta thấy hết trơn Người ta không có bỏ mình đâu nên mong rằng các anh em huynh đệ của những đức nghe câu này nhớ. Hãy lo cho các cụ chăn thật đi. Có tiền cứ mua đồ ăn ngon cho các cụ ăn đi. Vì cuộc đời tuổi già các cụ có khi khổ lắm. Những đức từng nói rất nhiều lần. Đời các cụ khổ lắm. Giờ mình nuôi các cụ như cha mẹ ruột của mình. Nên mình cứ lo cho các cụ chăn thật đi. Đừng có tiếc. Đừng có bao giờ nghĩ rằng tiền này để dành ăn từ từ là không có đâu. Hãy lo cho các cụ chăn thật vì ngày mai các cụ có biết còn sống hay không. Nhưng mình nuôi người già mình thấy Ngày nào các cụ cũng có người mắc Ví dụ đi Bữa nay các cụ được ăn miếng ngon Ngày mai các cụ khi ra đi à. Nên những đức lúc trước là mỗi tuần những đức Pha cà phê, sữa đồ cho các cụ uống Đồ mua đồ ăn ngon cho các cụ ăn Còn Phật tử gì chùa mình có tiền Mình cứ mua đồ ăn ngon cho ta ăn đi Người ta sẽ không quên ơn mình đâu Chứ đừng bao giờ mà mình chỉ mong người ta đưa tiền mà mình thì xài từ từ ta sẽ thấy cái tâm mình, mình sao thì người ta trả lại gì à. Đây là cái điều mà những đức đã từng làm qua những đức kinh nghiệm rồi. Mình hãy làm tặng đáy lòng mình đi, đừng có chi cầu từ người ta, người ta sẽ không quên ơn mình đâu. Cũng như chùa mình ngày xưa lúc xưa tại sao chuối nhiều, đồ ăn nhiều. Là vì mình có mình cho người ta ăn hết thì người ta có được nãy chuối người ta cũng đem lại. Con buồn chuối cũng đem lại. Mà nhiều người đem lại thì lại nhiều chuối, nhiều, nhiều 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 trái cây. Còn nếu như mà mình không cho người ta ăn thì người ta nghĩ ô chùa có cho mình ăn gì đâu mà mình đem lại. Nên cái mà đột phá vào tâm người ta mở tâm lượng Là đừng có kêu người ta Mà là tâm mình phải mở ra trước Khi tâm mình mở ra trước Thì người ta sẽ mở ra vậy thôi Như những đức mà gặp các cháu Mà tu lễ vật như thương lắm á Tết năm nay những đức phải tìm cách làm sao Mà những đức gặp các bé nhỏ này Nít Những đức rất là thương nít Vì những đức nghĩ Mình ngày xưa còn nhỏ Mình ao ước một gia đình Mà gọi là cha mẹ hạnh phúc Vì ngày xưa ba những đức ổng ưa nhậu Mỗi chiều mà thấy ba mình nhậu là mình buồn vậy lắm Tại nhậu xong thì gì sẽ cự lộn với mẹ Nên mình rất là buồn Nên mình thấy mà nhà mà tu gì Gia đình hạnh phúc những đức thấy mừng ghê Mừng cho gia đình ta Vì khi mình còn nhỏ thật sự Mình ao ước có một gia đình mà cha mẹ một ngày Một buổi chiều đó không cự lộn Thật sự Mình không dám mong giàu đó Mà mình mong họ hòa thuận đó Đừng cự lộn Nên những đức mong những vị Phật tử mà nghe đạo nếu vợ chồng xích mít một chút Chúng ta nên nhẫn nhịn và nói lên điều Con của mình không bao giờ mong muốn đi với mẹ mà không có cha Đi với cha mà không có mẹ đâu Chúng ta là người lớn nên ngồi suy nghĩ kỹ lại Để hàn gắn cái tình nghĩa sống trong gia đình Để cho con mình nó được hạnh phúc Khi thấy cha mẹ nó còn sống với nhau hạnh phúc Thật sự con nít nó nhìn vui nhất là gì? Là thấy gia đình hạnh phúc đó 100% Như bản thân nhận đức là rõ ràng này. Lúc còn nhỏ là thật sự mà nói, ngày nào ba như đức cũng không nhậu mà không cử lộn với mẹ như đức, là ngày đó những đức cực kỳ mừng luôn. Và thấy đây là ngày hạnh phúc nhất của mình trong cuộc đời. Thật sự luôn. Nó đó là cái điều mà 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 con nít là thật sự được thương yêu và dạy dỗ. Nên nhìn mấy đứa bé nhỏ này lại Phật như đức thương ghê. Thật sự những đức có cái gì đức bây giờ mà nếu những đức có đôi cánh như đức bay lại các con như đức châu hòa xong như đức trở về liền. Nó thật lòng luôn á. Mình rất là thương luôn đối với cái người niệm phật nghe những đức chưa bao giờ tiếc nuối một chút nào luôn có cái gì ngon nhất những đức sẽ cho họ ăn nên những đức mong các huynh đệ anh em mà đã từng sống gần những đức thấy được điều này tại sao chùa chúng ta đầy đủ vì ngay cái chỗ là tâm lượng mình mở rộng người ta sẽ mở rộng còn giờ những đức làm cư sĩ rồi như đức chỉ lấy những kinh nghiệm mà mình đã từng làm qua dù bản thân như đức có khi cũng sai đó nhưng mà cũng có những cái bản thân như đức làm được nên những đức nói những cái mà kinh nghiệm mình đã đi qua ai nghe được thấy nó được đặc biệt thì chúng ta học tập còn thấy nó không được thì thôi Bây giờ những đức làm cư sĩ cũng không dính dáng gì cả không dính dáng chùa trì gì hết và bản thân những đức cũng chỉ là mấy buổi cơm ăn thôi cũng không có nhận cúng giường, không có xin xỏ ai gì từ đây cho hết cuộc đời mình cứ sống vậy thôi mong rằng cái rum này phát triển để nhà nhà có từ khóa tu và không cần đi đâu xa bởi vì tại nhà tu xong lo gia đình đàng hoàng đó là những đức mừng nhất cả đời chúng ta niệm phật và hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.